Ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 đã diễn ra. Kỳ thi năm nay được nhận định là kỳ thi đặc biệt trong lịch sử khi mà dịch bệnh COVID-19 lan rộng gần 40 tỉnh, thành phố. Với quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, các tỉnh thành đã đặt mục tiêu phòng dịch ở mức cao nhất, huy động nhiều lực lượng hỗ trợ để thí sinh bước vào kỳ thi thuận lợi nhất. Gần 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên trong điều kiện hết sức đặc biệt. Đề ngữ văn và toán năm nay được đánh giá là vừa sức và tương tự với đề tham khảo gần nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tính phân loại và khá hay. Cháu thấy thoải mái ạ, với đề không khó nên là cháu làm được khá nhiều. Làm được khoảng hơn 40 câu. Buổi sáng thì cháu thấy đề cũng dễ. Khá là ổn với cái đề này. Có thể đề này thì em thấy 9 thì dễ. Trên 9 thì có vẻ là sẽ cần phải vận dụng nhiều hơn về kiến thức. Văn buổi sáng em làm cũng khá tốt ạ. Mặc dù không ngờ mà sẽ cho vào bài sóng. Nhưng mà cũng may là em đã ôn qua. Em nghĩ là em cũng được 9 ạ. 9 điểm? Vâng. Cái kỳ thi này nó có ý nghĩa như thế nào với cháu? Rất là quan trọng ạ. Đó là con đường dẫn đến cánh cửa đại học. Dù đề khó hay dễ, thì các thí sinh của chúng ta cũng đã hoàn thành xong hai bài thi dài 120 phút của kỳ thi trong điều kiện quy định phòng dịch, kỷ luật phòng thi luôn được siết chặt. Nhưng thí sinh lại được hỗ trợ và tạo điều kiện nhất có thể. Thì chúng tôi thấy rằng là mọi việc diễn ra khá là suôn sẻ. Các em thí sinh đã có một cái buổi được tập dượt khi đến làm thủ tục thi vào chiều ngày hôm trước. Ngày hôm nay các em cũng đã đến đúng giờ và không có thí sinh nào đến muộn sau khi tính giờ làm bài. Điểm thi của tôi thì vắng mất 4 thí sinh và cũng có thí sinh là cha mẹ đến để báo cáo là vì các con bị ốm. Đến thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là cái việc triển khai cái kỳ thi quốc gia này đưa về cho các cái địa phương thì thấy rằng là hiệu quả rất là lớn, bởi vì các địa phương cũng là tìm ra những cái biện pháp như là chủ động cho cái hình thức thi cũng như là biện pháp thi như thế nào cho nó hiệu quả cao nhất, và phụ huynh cũng cảm thấy rất là yên tâm. Mùa thi, mùa của yêu thương, mong các thí sinh an toàn, thành công là lời chúc của cả xã hội, gia đình dành cho các em. Và vì thế, thành công không chỉ đến từ nỗ lực của các em mà còn cả từ lo toan của các bậc sinh thành, của cả cộng đồng xã hội.